Kính chào quý anh chị nhà đầu tư, chào mừng anh chị đến kênh chứng khoán Hợi Phạm Stock. Thị trường kết thúc trong một trạng thái hồi phục rất mạnh, nhưng với một trạng thái hồi phục ngày hôm nay có lẽ sẽ không làm cho đa số nhà đầu tư chúng ta cảm thấy có một trạng thái hưng phấn, bởi vì đối với thị trường hiện tại nó đang tiềm ẩn quá là nhiều các cái sự rủi ro, thì không có nhiều nhà đầu tư chúng ta dám mở mua cổ phiếu ở thị trường hiện tại, mà chúng ta đa phần sẽ là ưu tiên bán cổ phiếu và thu tiền về hơn. Dòng tiền ở do thị trường hiện tại nó cũng có một sự phân hóa rất là mạnh. Đặc biệt trong đoạn gần đây chúng ta thấy được cái dòng tiền nó tập trung chủ yếu trong cái nhóm cổ phiếu của trụ hoặc là những cái cổ phiếu có trọng số lớn. Điều đó đã được thể hiện rất rõ ở phiên giao dịch của ngày hôm nay, khi mà cái điểm nhấn giúp thị trường của chúng ta có một trạng thái hồi phục mạnh mẽ đó nó đến từ các cái cổ phiếu trong ngành cổ phiếu của banh. Trong ngành banh thì anh chị có thể điểm mặt được ba cái cổ phiếu tăng điểm rất mạnh ngày hôm nay đóng góp cho thị trường của chúng ta, đó chính là con cổ phiếu Vietcombank BID và con cổ phiếu CTG đóng góp top 3 cái điểm số tăng. Và chúng ta có thể nhìn thấy được như con Vietcombank khi kết thúc phiên nó tăng đâu đó khoảng 3,23%, con cổ phiếu của BID nó tăng đâu đó khoảng 3,81% và con cổ phiếu của CTG chúng ta thấy được nó tăng đâu đó khoảng 2,93%. Và điểm chung của ba con cổ phiếu này chị có thể thấy là gì? Ba con cổ phiếu này mặc dù nó có trạng thái bật tăng như vậy nhưng nó sẽ không cho chúng ta những cái điểm mua thực sự an toàn, và chúng ta vẫn phải cần chờ đợi những cái con cổ phiếu đó có một quá trình tích lũy trở lại trước khi anh chị em chúng ta mới có thể xem xét để mua. Và tổng thể những anh cổ phiếu của ngân hàng anh chị có thể nhìn thấy được ngày hôm nay nó đóng góp đâu đó khoảng 9,1 điểm, trong khi thị trường của chúng ta nó chỉ tăng đâu đó khoảng 12 điểm, tức là một mình nhóm ngân hàng ngày hôm nay nó chiếm một cái tỷ trọng rất lớn rồi, 9 điểm trong tổng số 12 điểm. Anh chị có thể thấy được cái vai trò rất quan trọng của nhóm anh cổ phiếu ngân hàng trong những cái phiên gần đây khi thị trường chúng ta muốn có những cái sự hồi phục. Các cái nhóm cổ phiếu khác thì anh chị cũng có thể thấy được nó chỉ đóng góp đâu đó khoảng 3 điểm thôi, nên cái vận động của những cái cổ phiếu trong những cái nhóm ngành khác cơ bản nó không có quá là nhiều cái sự biến động, tăng giảm cũng không có quá là mạnh, chủ yếu quanh cái ngưỡng tham chiếu. Nhưng chúng ta lại thấy được một cái trạng thái tích cực của những cái nhóm cổ phiếu đó là ngày hôm nay khi thị trường chúng ta có những cái nhịp rũ rất là sâu ở đầu phiên, thì anh chị thấy được nó rũ cái thời điểm thấp nhất là vùng giá khoảng 1067 điểm và cuối phiên nó kéo lên vùng giá khoảng 1089 điểm. Vô hình chung nó sẽ tạo ra một cái trạng thái rũ test cung, rũ bỏ của rất là nhiều các nhóm cổ phiếu khi nó đều có trạng thái rút chân trở lại bên trên, và nó đã rũ bỏ được rất nhiều nhà đầu tư. Đi kèm với đó thì chúng ta thấy được trạng thái rũ bỏ đó cũng có một cái thanh khoản cũng khá là thấp, chứ không hề có những cái sự bán tháo ra thị trường của chúng ta. Anh chị có thể nhìn thấy được chẳng hạn như nhóm ngành cổ phiếu của thép, cuối phiên thì con HPG nó còn kéo lên và đóng ở gần như anh chị thấy được là quanh cái ngưỡng tham chiếu, tức là ngày hôm nay nó có một trạng thái rút bỏ, anh chị có thể nhìn thấy được đây là cái vùng nền giá đó đúng không ạ, thì nó rút bỏ cả phiên và cuối phiên rút chân lên bên trên, đi kèm với đó là một trạng thái thanh khoản không có sự bán tháo ra, thì đây là một điểm rất là tốt. Và đối với những cái cổ phiếu rút chân như vậy thì khả năng trong những phiên tới nó sẽ có những trạng thái là kéo lên bên trên, ít nhất là test về cái vùng đỉnh cũ đấy. Anh chị có thể nhìn thấy được ngày hôm nay nó đã gần như nó đã xác nhận được là cái việc rũ thành công rồi, kéo rút chân lên đúng không ạ, và rất dễ nó hướng lên bên trên chị ạ. Hay những cái cổ phiếu như con HSG cũng có thể anh chị nhá, đấy khi nó rũ bỏ gãy cái nền giá và cuối phiên nó hướng lên bên trên thì ngày hôm nay chúng ta sẽ gọi là một cây nến test cung đúng không ạ. Rất nhiều nhóm cổ phiếu ngày hôm nay có một trạng thái như vậy. Hay nhóm cổ phiếu đầu tư công, chúng ta có thể thấy được những con cổ phiếu như con CTD chị thấy không ạ, đấy nó đang có một trạng thái là sau khi rũ bỏ xuống thì hiện tại ngày hôm nay nó có một trạng thái hướng lên bên trên, thanh khoản cũng có một sự cạn kiệt đi đúng không ạ. Hay cả con cổ phiếu của HBC trong ngành cổ phiếu đầu tư công, đấy chúng ta cũng thể thấy được phiên giao dịch ngày hôm nay cũng là một phiên test cung và thanh khoản rất là thấp đúng không ạ. Thì nó cho chúng ta thấy được một điều là ngày hôm nay trạng thái của các nhóm cổ phiếu mặc dù nó không tăng mạnh theo thị trường bởi vì chủ yếu nhóm kéo nhóm ngành banh, nhưng có thể trong những phiên tiếp theo thì đây là những cái nhóm ngành mà anh em chúng ta cần phải quan sát, chứ không phải là ngày hôm nay chúng ta thấy thị trường nó kéo nhóm ngành banh chúng ta lại ỉ ôi chúng ta bảo là không mua được cổ phiếu nhóm ngành banh đúng không chị, mà chúng ta lại ngày mai cứ chú ý nhóm ngành banh chúng ta mua thì chúng ta lại bỏ lỡ những cơ hội trong những cái nhóm ngành cổ phiếu khác đấy. Anh chị em chú ý giúp em cái điều như vậy nhá. Ngày hôm nay em để ý thấy có khá là nhiều các nhóm cổ phiếu nó bật tăng khá là nó có trạng thái rút chân khá là tốt chị nhá. Đấy. Và nếu như ngày mai mà các cái cổ phiếu đó trong những nhóm ngành khác có trạng thái bật tăng ngay lên bên trên thì chúng ta cũng hạn chế mua mới, hạn chế rút lệnh chị nhá. Lý do vì sao thì lát nữa cái phần chia sẻ cái kịch bản thị trường thì em sẽ nói rõ hơn cho chúng ta, và em sẽ nói về cái điểm mua an toàn nó sắp xuất hiện và chúng ta sẽ chờ thời điểm đó chị em chúng ta có thể mua được. Nếu như thị trường của chúng ta ngày mai tăng ngay thì chúng ta phải hạn chế. Đấy. Thì thị trường của chúng ta cơ bản ở cái đoạn thị trường hiện tại nó sẽ không cho chúng ta quá là nhiều cái điểm mua rõ ràng. Sau cái phiên nó rơi như vậy thì nó chưa thực sự nó sẽ cho chúng ta nhiều cái điểm mua rõ ràng, nó vẫn hơi tù mù đấy. Và đa phần thì cái
cái cảm xúc của nhà đầu tư chúng ta vẫn càng đang rất lo lắng đúng không ạ? Sau những cái đợt giảm giá sau hai cái phân phối đó thì chúng ta đã cảm thấy khá là lo lắng đến cái việc mà thị trường nó có thể diễn ra những cái nhịp điều chỉnh, hay nhiều anh chị nói một cách quá lên là thị trường lại tiếp tục sập. Đấy, nên anh chị em chúng ta mà có tham gia ở ra thị trường hiện tại nhá, mà chúng ta muốn ấy đỡ bị nghiện giao dịch thì anh chị chỉ nên tham gia với một tỷ trọng thấp, và ưu tiên chúng ta sẽ mua những cái nền giá nhé, để chúng ta giảm bớt được cái rủi ro. Bởi vì chúng ta không có kinh nghiệm thì chúng ta mà cứ mua đô lệnh thì rất là rủi ro cho tài khoản của anh chị chúng ta. Đấy là về các cái vận động của thị trường chúng ta và một số cái lưu ý. Còn về cái kịch bản thị trường sau phiên bật tăng rất là mạnh ngày hôm nay, liệu thị trường của chúng ta nó đã có những cái tín hiệu gì để nó có thể xác nhận được thị trường tiếp tục bùng nổ và bước vào một con sóng ngồi tiếp theo hay chưa? Và chúng ta sẽ chọn thời điểm nào là cái thời điểm mua an toàn nhất cho anh chị em chúng ta? Thì bây giờ em anh chị sẽ cùng nhau phân tích trên cái góc nhìn đồ thị kỹ thuật để chúng ta sẽ có góc nhìn chi tiết nhất, và chúng ta sẽ có những cái sự chuẩn bị tốt nhất để bước vào, nếu như thị trường nó thực sự sau phiên ngày hôm nay và những phiên tới nó đủ một trạng thái an toàn thì anh chị chúng ta sẽ có rất nhiều cơ hội để anh chị em chúng ta sẽ lên tạo của chị nhá. Đấy, thế anh chị nếu nếu như chị thấy những cái chia sẻ của em nó phù hợp với anh chị thì anh chị có thể like video cũng như đăng ký kênh để ủng hộ những cái chia sẻ của em. Sau này em có lên những cái video tiếp theo thì anh chị sẽ là những cái người được cập nhật đầu tiên. Và anh chị nếu như thấy những cái chia sẻ em nó phù hợp với triết lý giao dịch của anh chị, phù hợp với phong cách đầu tư của anh chị, thì anh chị có thể liên hệ với em để tham gia với dung khách hàng của em tại công ty chứng khoán VPS hoặc là TCBS. Còn về khóa học của em sắp tới thì ngày 15 tháng 2 chị nhá, tức là vào thứ tư tuần sau là em sẽ khai giảng khóa học. Thì anh chị em chúng ta mà chưa đăng ký mà chúng ta muốn có những kiến thức để chủ động hơn trong quá trình mình đầu tư thì anh chị có thể tham gia. Anh chị yên tâm là trong khóa học đó em sẽ chia sẻ tất cả những cái gì mà em đang có hiện tại cho anh chị em chúng ta về cách phân tích thị trường, thì chúng ta nhìn nhận đánh giá thị trường và những cái điểm mua bán cổ phiếu, cách lọc cổ phiếu, rồi chúng ta sẽ xây dựng cái hệ thống của mình ra sao. Em sẽ chia sẻ hết cho anh chị nhá. Anh chị cứ yên tâm như vậy. Nó mang tính thực chiến, tức là anh chị học xong là anh chị chiến đấu ngay, chứ không phải là học mấy cái phân tích vĩ mô rồi là phân tích những cái nó viển vông mà chúng ta không áp dụng thực tế, anh chị ạ. Đấy, bởi vì em là nhà đầu tư cá nhân, em sẽ chia sẻ những cái mà em có cho anh chị em chúng ta để với cái mục đích là anh chị em chúng ta sẽ đầu tư chủ động hơn trên thị trường chứng khoán, chị nhá. Thị trường của chúng ta thì anh chị có thể nhìn thấy được là kết thúc phiên thị trường tăng đâu đó khoảng 12.14 điểm, tương thị trường ngày hôm nay tăng 1,13%. Cái việc kéo điểm ngày hôm nay chị có thể nhìn thấy được đa phần nó diễn ra ở cái thời điểm cuối phiên giao dịch, khoảng 15 phút cuối phiên thôi. Khi ở cái thời điểm khoảng 14 giờ 15 phút thị trường chúng ta nó vẫn ở cái vùng giá quanh tham chiếu, lòng giá khoảng 1.078 điểm. Nhưng đến cuối phiên thì thị trường có một trạng thái kéo rất là mạnh lên bên trên, khoảng hơn 10 điểm và kết phiên ở cái vùng giá 1.089.29 điểm anh chị nhá. Đấy, một trạng thái kéo rất là mạnh ở thời điểm cuối phiên. Và đi kèm ngày hôm nay thì anh chị thấy được một trạng thái là thanh khoản thấp. Đấy, thanh khoản thấp này nếu như chúng ta cũng chỉ nhìn vào trạng thái tăng điểm và nhìn vào một trạng thái thanh khoản thì chúng ta có thể đánh giá ngày hôm nay là một trạng thái là không có cái lực cầu vào. Nhưng chúng ta nếu như nhìn vào một trạng thái vận động thực sự thị trường chúng ta nhá, nếu như chị nhìn vào trạng thái vận động thực sự trên thị trường thì anh chị em chúng ta sẽ có cái nhìn nhận khác, tức là cái vận động cụ thể thị trường của chúng ta ngày hôm nay nó không phải là kéo ngay từ đầu phiên mà nó có một trạng thái là điều chỉnh rất là mạnh ở đầu phiên. Khi chị thấy được ngay từ đầu phiên và thị trường đã điều chỉnh rất là sâu xuống bên dưới, và cái thời điểm điều chỉnh sâu nhất thị trường chúng ta về cái vùng giá 1.067.24 điểm anh chị nhá. Thời điểm thấp nhất thị trường nó điều chỉnh về vùng giá đó và đến gần như đến hết phiên nó vẫn chỉ loanh quanh quanh tham chiếu thôi, và đến cuối phiên mới được kéo mạnh. Đấy, thì khi mà chúng ta nhìn thấy một cái vận động như vậy, vận động cụ thể trong phiên như vậy thì chúng ta có thể thấy được là một cái lượng cung ngày hôm nay nó đã có một sự cạn kiệt đi rất là nhiều anh chị. Nó cho chúng ta thấy được ngày hôm nay khi thị trường chúng ta là có những cái nhịp rũ bỏ xuống, tức là thủng ngay vùng giá 1.070 trong những phiên trước và rũ xuống cái vùng giá khoảng 1.067 điểm, và nó không có cái lực cung bán ra quá là nhiều, thì khi cuối phiên cái lực cung không còn nhiều thì nó mới kéo được mạnh lên bên trên như vậy đúng không ạ? Đấy, nếu chúng ta nhìn vào thì chúng ta đánh giá ngày hôm nay là một phiên cái lực cung trên thị trường ở cái vùng giá hiện tại nó tạm thời có một sự cạn kiệt đi chị nhá. Tạm thời có một sự cạn kiệt đi. Và vùng giá 1.067 là vùng giá gì anh chị có biết không ạ? Ngày hôm nay chị có thể nhìn thấy được thị trường ngày hôm nay tại sao nó lại điều chỉnh về vùng giá 1.067 điểm. Thì anh chị có thể chú ý cho em cái phiên giao dịch của ngày 16 tháng 1. Ngày 16 tháng 1 thị trường có một trạng thái là gì ạ? Bị mở gap ở phiên sau đó đúng không ạ? Tức là cái phiên giao dịch của ngày 17 tháng 1 thị trường có một trạng thái mở gap ra, và cái vùng gap đó anh chị có thể nhìn thấy được nó nằm ở vùng giá khoảng 1.067.74 điểm. Thì ngày hôm nay thị trường chúng ta nó quay về vùng giá thấp nhất 1.067.24 điểm
tức là nó vừa hay nó lấp được cái gap được mở ra trong phiên dịch của ngày hôm đó, đúng không ạ? Lấp được cái gap được mở ra phiên dịch của ngày hôm đó, lấp thành công, đúng không ạ? Lấp thành công. Và với một cái việc thị trường của chúng ta đã lấp thành công cái gap đó thì cái quá trình đi lên sau này nó sẽ an toàn hơn, và anh chúng ta sẽ không còn phải lo nghĩ quá là nhiều về cái việc thị trường nó quay trở lại lấp gap nữa, đúng không? Cái việc mà chúng ta khi đầu tư chúng ta lo ngại nhất chính là cái việc mà thị trường nó liên tục nó mở ra những cái gap, nó không có trình lấp, thì sau này chúng ta có mua vào sau gap thì chúng ta sẽ rất sợ thị trường nó điều chỉnh về, chúng ta gặp phải những cái rủi ro thua lỗ. Thì ngày hôm nay thị trường của chúng ta nó đã quay trở lại và nó đã lấp thành công cái gap ở cái vùng giá 1067.74 điểm, anh chị thấy không ạ? Anh chị có thể nhìn thấy được trên thị trường chứng khoán của chúng ta, đúng không ạ? Khi thị trường chúng ta mở ra gap thì cái xác suất rất là cao sẽ quay trở lại tìm đường và lấp lại gap đó. Đấy, và chúng ta có thể thấy được cái gap trên thị trường chứng khoán của Việt Nam rất là vi diệu. Đó là lý do vì sao anh chị cứ xem video của em, khi em nói thị trường nó đang mở ra những gap thì nó sẽ có rất nhiều rủi ro ở dõi phía sau là như vậy, đúng không ạ? Nếu như anh chị em chúng ta đua mua cao bên trên này thì sau này quay trở lại lấp gap thì chắc chắn là chúng ta sẽ gặp phải những cái thua lỗ rồi, đúng không anh chị? Đấy là cái điều mà anh chị lưu ý về những cái gap trên thị trường của chúng ta chị nhá. Và nhiều anh chị chúng ta sẽ thắc mắc ngày hôm nay thị trường chúng ta tăng điểm rất là mạnh nhưng mà không có cầu vào, không có vôn vào thì ở phiên thiếu cầu. Nhưng anh chị chúng ta cũng phải nhìn nhận cái khách quan là phiên dịch của ngày hôm nay, khi thị trường của chúng ta nó kéo ấy, thì nó kéo ở gần như cuối phiên, và cái việc kéo như gần như cuối phiên thì chắc chắn là cái lực tiền ở bên ngoài sẽ không kịp tham gia vào để nó có thể tạo ra được cho thị trường chúng ta một cái trạng thái thanh khoản, nó có sự bật tăng quá là mạnh lên bên trên nhá. Đấy, chị nhìn khách quan như vậy. Chứ nếu như ngày hôm nay thị trường của chúng ta đầu phiên vào, ngay đầu phiên vào nó kéo một mạch lên đấy chị ạ, nó kéo một mạch lên thì lúc đó em lại đánh giá cái khác, đó chính là trạng thái tăng thiếu cầu, nhưng thị trường chúng ta nó rũ cả phiên, cuối phiên nó mới kéo xanh lên thì nó là một trạng thái khác nhá. Đấy thì anh chị phải hiểu rõ cho em, đấy là những cái phân tích chi tiết để cho anh chị chúng ta nắm được cái phiên dịch của ngày hôm nay chị nhá. Và với một cái phiên hồi phục như ngày hôm nay thì liệu thị trường của chúng ta nó đã đủ những cái điều kiện để bước vào một cái sóng bật tăng, sóng hồi, sóng một cái con sóng tăng tiếp theo hay chưa? Đấy, và liệu đối với anh chị chúng ta ngày hôm nay chúng ta không mua được cổ phiếu đi, ở chúng ta vẫn còn đang hoang mang, chúng ta chưa biết được kịch bản nào để tham gia thì chúng ta sẽ tham gia ra sao? Thì bây giờ em và anh chị chúng ta sẽ cùng nhau để đánh giá nhá, đánh giá cái kịch bản này. Thì vẫn như cái kịch bản ở trong những cái phiên trước của em thôi, là thị trường nó sẽ tiến về cái ngưỡng kháng cự đầu tiên đã, là cái ngưỡng 1090 cho đến cái ngưỡng 1100 để nó test lại cái lực cầu bên trên đó. Và khi thị trường tiến lên cái vùng giá bên trên đó thì cái xác suất rất cao thị trường chúng ta nó sẽ xảy ra những cái sự rung lắc. Thì khi mà thị trường của chúng ta nếu như trong những cái phiên tới mà phiên ngày mai hay phiên giao dịch của ngày kia nó tiến lên cái vùng giá 1090 cho đến cái vùng giá khoảng 1100, cái hành động của anh chị chúng ta sẽ là ưu tiên bán những cái cổ phiếu ra, anh chị cứ bán ra đi nhá, cứ bán hạ và bớt ra, hạ bớt ra, đặc biệt những cái cổ phiếu nó đã chạm về những cái vùng kháng cự đấy, anh chị chú ý cho em. Còn cái việc mua mới thì anh chị chúng ta nên hạn chế, có mua thì chỉ mua những cổ phiếu vẫn còn ở gần những cái nền giá, chứ chúng ta tuyệt đối không được mua đuổi cổ phiếu, bởi vì chúng ta mua đuổi cổ phiếu tức là chúng ta đang mua đu theo thị trường khi nó chạm về vùng cản đây, và khi chúng ta mua ngay kháng cự thì cái rủi ro mà chúng ta gặp phải những cái sự thua lỗ rất là cao nhá. Đấy, chị chú cho em, nếu như trong những phiên tiếp theo cứ đầu tiên á nó cứ kéo lên bên trên này, chị em chúng ta sẽ ưu tiên gì, hạ bớt cổ phiếu ra cho em lại, hạ bớt ra nhá. Đấy, và chúng ta sẽ mua mới, chỉ mua ở những cái nền giá và mua với một cái tỷ trọng nhỏ thôi. Vậy thì khi nào anh chúng ta mới có thể mua an toàn và chúng ta có thể mua với một tỷ trọng lớn được? Thì đó là cái thời điểm chúng ta sẽ đợi thị trường nó có một trạng thái là đi theo kịch bản test cung trở lại. Kịch bản test cung trở lại, anh chị chỉ cần nhớ cho em cái điều đó nhé, kịch bản thị trường nó cần phải có quá trình test cung trở lại thì anh chị chúng ta mới có thể mua mới một cách an toàn và mua một tỷ trọng cao được nhá. Và anh chị có đón coi thường xuyên video của em từ cái đợt thị trường nó có những cái đợt sập đây, là em đã vẽ ra một kịch bản như vậy cho anh chị chúng ta rồi. Kịch bản này thì đã nói rất là nhiều, còn lấy cả ví dụ cho anh chị về những cái đã từng xảy ra trong quá khứ rồi. Đấy, tức là bây giờ thị trường của chúng ta đầu tiên nó sẽ kéo lên cái vùng giá 1090 cho đến cái vùng giá 1100, sau đó là sẽ có những quá trình chúng ta gọi là quá trình quay trở lại và test khung. Quá trình test khung này có thể nó sẽ điều chỉnh hẳn về vùng giá 1070 để test, hoặc có thể là sẽ test không về đến đấy, nó có thể test vùng giá khoảng 1077 điểm, tức là nó sẽ cần phải có quá trình test chị nhá. Nó sẽ có quá trình test, có thể nó không test thẳng về đáy, có thể sẽ test, nó có thể test về cái vùng giá ở khoảng 1077, 1080, nhưng nó phải đảm bảo có quá trình test cung trở lại, có quá trình test cung trở lại. Sau quá trình test cung đó, nếu như thanh khoản của thị trường chúng ta nó có một sự cạn kiệt đi,
thì cái xu hướng thị trường của chúng ta chỉ cần xác nhận bằng một phiên bật tăng của dòng tiền vào thôi, thì đó là thời điểm anh chị chúng ta có thể tham gia được. Hoặc là chỉ cần sau cái phiên test khung đó mà nó có trạng thái là rút chân hướng lên thì cũng là thời điểm anh chị chúng ta tham gia, hoặc là cái trạng thái là thị trường nó break qua khỏi đây là trạng thái anh chị chúng ta sẽ tham gia được. Đấy, thế anh chị chú cho em là cái điểm mua sẽ là cái điểm mua mà test khung hướng lên bên trên thành công hoặc là cây nến breakout 3. Đấy là lý do vì sao mà em bảo là ở đáy thứ nhất, nếu như thị trường có hồi lên bên trên thì anh chị chúng ta cứ bán ra. Sau này nếu như nó test lại thành công thì anh chị chúng ta sẽ mua lại phía sau. Anh chị em chúng ta có thể mua từ một tỷ trọng lớn được. Bởi vì chúng ta không thể loại trừ được một cái trường hợp, đó chính là thị trường quay trở lại test khung và nó fail. Nó fail khi nào? Nó fail khi mà thị trường của chúng ta test về đây, nó không phải một trạng thái thanh khoản thấp nữa mà chúng ta thấy được nó test về lại có những cái phiên bán tháo cái thanh khoản rất là cao ra, thì rất dễ thị trường chúng ta nó sẽ tiếp tục cái hành trình để rơi tiếp xuống bên dưới. Thì đấy là lý do vì sao mà chúng ta cần phải bán khi chạm kháng cự đây, đợi quá trình test khung thành công hướng lên bên trên dòng tiền vào thì sẽ tham gia. Đấy, chị chỉ cần nhớ cho em nhé, nhớ cho em như vậy thì anh chị cứ nhìn về cái lịch sử của tôi là anh chị sẽ thấy được một cái kịch bản mà em đã chia sẻ với chị rồi, đúng không? Đây chị có thể nhìn thấy được, còn nó giống đây không ạ? Ngày hôm nay thị trường cũng hướng xanh lên giống đây chưa? Đấy, thì có thể nếu như tích cực thị trường nó sẽ đi ngang khoảng vài phiên đây. Đấy, sau đó thì sau đó đây là cái điểm này anh chị này, sau đó đây là cái điểm mà test cung lại này, đấy hướng lên bên trên này anh chị đúng không ạ? Đấy, thanh khoản nó không có sự bán tháo được. Đấy, thì anh chị có thể nhìn thấy được sau này nó sẽ test, có thể sẽ test không hẳn về đây đúng không ạ? Nó chỉ test bằng nửa cây nến tăng ở đây thôi và nó có điểm hướng lên bên trên, thì anh chị có thể mua ở đây hoặc là anh chị có thể mua ở đây, còn điểm phía sau này thôi nhá, cho chạy nhá, nó kết thúc thì thôi. Đấy là lý do vì sao anh chị cần phải chuẩn bị kỹ cái kịch bản như vậy để tham gia mua trong ngày tới chị nhá. Đấy, và chúng ta không cần phải sợ lỡ cái cơ hội nếu như ngày hôm nay anh chị em chúng ta chưa mua, hãy đợi cho em quá trình nó test trở lại và mua. Đấy, nó sẽ test trở lại, anh chị có thể nhìn bất kỳ một giai đoạn nào thôi thị trường sẽ test này. Đấy thứ nhất đúng không ạ? Đấy thứ hai test chưa, hay ở đây cũng thế thôi, nó phải test trở lại đúng không anh chị? Đấy, hay kể cả ở đây có đi lên thì nó vẫn phải test trở lại. Đấy, nó không thể đi lên ngay được, anh chị có thể nhìn thấy được nó bao giờ nó cũng sẽ test đây, chẳng hồi lên bên trên đúng không anh chị? Phiên về sau lại test lại chưa, test xanh hướng lên đây, đây điểm mua được chưa? Thì anh chị chú cho em nhá, đây điểm mua. Đấy, thì đấy là cái kịch bản mà em đang chia sẻ với anh chị để chúng ta sẽ có cái nhìn nó thật là khách quan về thị trường, được chưa? Đấy, thế anh chị chú cho em cái kịch bản đã ghi rõ như vậy rồi, anh chị hãy chuẩn bị cho mình tiền, được chưa? Chuẩn bị tiền, chuẩn bị để giải ngân nếu như thị trường đi đúng kịch bản, còn không đi đúng thì thôi, chứ không phải là thị trường mấy hôm nữa nó bật tăng tít lên bên trên đúng không ạ? Đi lên bên trên này. Đấy, anh chị em chúng ta lúc đó mới hỏi là bây giờ còn mua được không em, thì chịu luôn đúng không chị? Chúng ta những cái điểm mua an toàn nó chỉ có từ 1 đến 2 điểm thôi, còn những cái điểm mua phía sau là những cái điểm mua cố và chúng ta sẽ phải tự chịu cái rủi ro cho mình cao hơn. Đấy, chúng ta là những cái người đến sau thì chúng ta sẽ phải rửa bát, còn chúng ta trâu chậm thì chúng ta phải uống nước đục thôi đúng không chị? Chứ làm sao mà chúng ta trâu chậm mà chúng ta vẫn có nước trong mà chúng ta uống được. Nên cái chúng ta hơn những cái anh chị khác là chúng ta sẽ có những cái sự chuẩn bị, chúng ta sẽ có những cái niềm tin về thị trường, chúng ta không quá bi quan trong cái lúc thị trường nó đang giảm mạnh. Trong lúc mà thị trường nó kéo như vậy thì chúng ta lại bi quan, chúng ta bảo là nó kéo banh đúng không ạ? Nhưng nó phải kéo banh như vậy thì nó mới tạo ra được sự cân bằng cho thị trường, nó đang tạo ra sự điều tiết, chứ bây giờ không kéo banh thì để thế thì sập thị trường. Đấy, nên chúng ta có một cái nhìn nó khách quan thì chúng ta sẽ đầu tư dễ hơn. Thì đó là những cái lưu ý mà em muốn chia sẻ với anh chị. Còn điểm mua hiện tại đối với những cổ phiếu thì nếu chúng ta bảo có thì nó cũng sẽ có thôi. Đấy, nhưng mà anh chị em chúng ta phải chú cho em là phải có sự nhanh nhạy, của chúng ta cần thực sự là phải cần có những cái hệ thống giao dịch nó mang lại cho chúng ta những cái sự an toàn thì chúng ta mới tham gia được chứ ạ. Bây giờ mới đang ở đáy một nhá, thì chúng ta có mua những phiên tiếp theo thì thực sự là anh chị em ta phải có những cái sự quản trị rủi ro thực sự tốt thì em đánh giá mới tham gia được thôi. Còn nếu chúng ta mà không có sự quản trị rủi ro quá tốt thì anh chị cứ đợi test lại đến thứ hai thì khi đó anh chị tham gia. Đây nó kiểu như này anh chị nhá, hồi lên này, đấy, đi ngang này, test lại này, và sau này rất dễ nó bước qua đây nhá. Và anh chị nhìn thấy cái mẫu hình của viên đất đẹp chưa? Đấy, đẹp không ạ? Đấy, nó bước cái là có thể lên đến cái vùng giá khoảng 1.200-1.250 ngay đấy, không đùa đâu nhá. Đấy, chị phải chuẩn bị kỹ nhá, bởi vì cái mẫu hình đây chúng ta nhìn thấy là đang thu hẹp dần biên độ rồi. Cái kịch bản này thì em đã chia sẻ rất nhiều rồi, anh chị cứ mở các video lần trước, còn video còn giữ lại đúng không ạ? Còn những cái video còn giữ lại cho còn những cái video còn vẽ một cái kịch bản như vậy cho chúng ta khi mà thị trường có sập như vậy. Khi mà trên video của em có rất nhiều anh chị lên cả đoạn ở đây tăng, đấy em khuyến nghị khách hàng của em liên tục mua và có những khoản lợi nhuận, mà chỉ có một cái phiên giảm giá của ngày hôm mùng 1 tháng 2 đấy, mua một số cổ phiếu và nó có những khoản lỗ chỉ khoảng 4-5% vẫn đủ khả năng xử lý đó. Nhiều anh chị lên đấy và anh chị bảo là anh chị lên và anh chị nói này nó kia đấy, mấy hôm nay đấy
thị trường nó đi theo những kịch bản như vậy, hay cả giai đoạn trước mua thì chả thấy nói gì đấy. Nên có nhiều anh chị chúng ta chỉ hỏi ra những cái gì mà nó người khác sai là anh chị chúng ta lại lại cảm thấy rất là hào hứng đấy. Thì anh chị có thể nhìn thấy được đấy, bên anh chị và anh chị nói gì anh chị nói đi ạ. Đấy, hôm đó khi nó giảm đây là anh chị đó bảo là mấy hôm sau thì cứ giảm sàn sàn sàn, không có ai mua. Anh chị có thấy nó giảm sàn đâu, giảm đúng phiên đây, bây giờ nó đi ngang nó tăng lên đấy, nó có giảm đâu ạ. Đấy, anh chị chúng ta phải hiểu bản chất của thị trường, mà chúng ta đừng có thấy người khác sai một một chút thôi. Không phải sai mà thực ra là nhiều khi nó thị trường nó có những cái vận động chúng ta không lường trước, đúng không anh chị? Nhiều cổ phiếu vẫn đúng cái điểm mua thôi, nhưng thị trường nó không đi đúng. Thì chẳng hạn chả có ai đầu tư chứng khoán mà chúng ta thành công 100% cả. Bây giờ anh chị mua được 100 cổ 10 cổ phiếu anh chị đúng 5 cổ phiếu đã quá thành công rồi. Nhưng chị có thể tham gia giúp khách hàng của ạ. Em anh chị có thể biết được cái đoạn đi lên đây nhá. Nó chỉ sai đúng cái điểm mua của cái ngày 31 tháng 1 thôi chị. Còn tất cả những cái cổ phiếu mà em cho khách hàng mua đây nha anh chị, không lãi ít thì lãi nhiều chị nhá. Đó anh chị em chúng ta cần phải có những cái nhìn nó khách quan vào. Thì đó là cái lưu ý của em, và anh chị hãy chuẩn bị tiền đấy nhá. Rất dễ thị trường chúng ta nó sẽ có những cái nhịp nó kéo hồi lên, có thể là nhịp hồi nước rút, và nó sẽ bước vào một cái trạng thái là kéo lên cái vùng giá bên trên này nhá, để chúng ta sẽ có những cơ hội để kiếm những cái nhịp cuối. Đấy là những cái lưu ý của em. Còn những cái mã cổ phiếu mua được thì anh chị em chúng ta phải hết sức nhanh nhạy nhá. Chẳng hạn như ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy được những con cổ phiếu như con PET, nếu như chị em chúng ta có chất rủi ro thì anh chị cũng mua được. Khi mà phiên dịch của ngày hôm trước nó có một trạng thái là no supply bar rồi, thì ngày hôm nay là một cái trạng thái test cung hướng lên đây. Đấy, thì anh chị cũng có thể là tham gia được, đúng không ạ? Đấy, hay là con cổ phiếu của CTD, đấy nó đang có một trạng thái là sau khi rũ bỏ đây thì nó đang có những trạng thái là siết cái nền giá đây, đấy thanh khoản cạn kiệt rồi. Thì đây cũng có thể là một cái cổ phiếu anh chị có thể chú ý được. Đầu tư công hiện tại đang có dòng tiền vào, thì con này chỉ cần bứt qua đây thôi thì rất dễ nó sẽ đi một cái nhịp nữa chị nhá. Đấy, còn nhiều cổ phiếu khác kể ở DGW kép chị có thể nhìn thấy được, ngày mai nó ngày hôm nay nó test no supply 3 đúng không ạ, ngày mai nó chỉ cần có một trạng thái là test cung hướng lên thôi là mua được. Hay là con cổ phiếu của con Gil này, có nhiều lắm chị ạ. Quan trọng là chúng ta có dũng cảm hay không. Đấy, ngày hôm nay nó cũng có một trạng thái là no supply 3 đúng không, ngày mai có một trạng thái test cung 3 đúng không, hướng lên đúng không, thì rất dễ là có cái vết cao 3. Thì đó là những cái mà vận động thị trường hiện tại, và nó cũng đang test lại đúng cái vùng đáy đây nhá. Đấy, thì anh chị có thể chú ý được. Đấy, nhìn chung là anh chị chúng ta phải hiểu được cái vận động cổ phiếu, anh chị hiểu được những cái khái niệm đang nói là gì đúng không. Bây giờ anh chị đang không biết được là no supply bar là gì, test cung bar là gì, hay breakout bar là gì, thế chị em chúng ta phải đầu tư học hành. Đấy, lên mạng tìm kiếm, hoặc là rút ngắn thời gian thì anh chị có thể tham gia khóa của em. Ngày 10 tháng 2 em sẽ khai giảng nhá. Anh chị có thể đăng ký ở cái phần bên dưới, phần anh chị có thể liên hệ với em theo số điện thoại, hoặc là đăng ký ở trên cái form, trên cái bình, trên cái phần bình luận của em chị nhé. Đấy, còn anh chị chúng ta mà thấy những cái chia sẻ của em hữu ích và nó giúp anh chị em chúng ta có những cái góc nhìn tích cực hơn về thị trường, tốt hơn, thì anh chị có thể giúp em like và đăng ký kênh, cũng như là tham gia vào dùng khách hàng của em tại công ty chứng khoán VPS hoặc TCBS để nhận những cái khuyến nghị về những cái mã cổ phiếu trong thời gian tới anh chị nhé. Đừng bỏ lỡ đoạn hiện tại, đến khi mà chúng ta vào muộn chúng ta lại phải nói những cái người đi rửa bát anh chị nhé. Cảm ơn anh chị.